Bẫy ở đây nó trúng con cây gì này, trèo lên cái cây này, rất cao này, đấy nó mắc ở đấy này, đây đây, dính ở đấy đây, đấy đấy, thấy chưa, kìa kìa, đấy, trèo lên cái cây này, trên này đây đây. Rất giỏi trèo nha, nó dính ở trên rồi. Trèo lên tít trên cây. Chỉnh trúng con cây. Cây hơi chứ. Giờ tôi sẽ trèo lên gỡ nó ra. Tôi trèo lên thả nó xuống rồi. Giờ tôi đi xem. Đó là con gì? Ghê quá, con này bé tí mà trèo lên trên cây. Con gì? Ôi giời, chạy ghê thế nhỉ. Lôi nó ra xem. Chạy đâu mà. Chưa? Con gì? Cái đuôi rất đẹp luôn.
À, con mèo rừng này, nó giống con chăn nhá. Nhìn cái bộ lông của nó ghê quá. Dính ở đây. Đây này, con này hôi lắm. Trèo từng cây này. Đấy, đuôi rất dài luôn. Hồi lắm. Không biết là con gì. Giống con mèo. Trèo lên hẳn đến cây. À, nhìn vào lông nó giống con chăn. Tiểu này trứng con cầy hương ấy. Hóa ra là trứng con này. Cái đuôi của nó này rất dài luôn. Bộ lông của nó đẹp lắm. Giống như con mèo rừng. Rồi, giờ em sẽ tắt máy đi gỡ lại. Gỡ ra này. Rồi em tạm thời tắt máy đi gỡ nó ra.